Từ khi nào bà quan tâm đến chuyện học hành nhiều? Tay vô trong rồi đi, tôi muốn ở ngoài. Cái gì? Con muốn mất nó thích ăn của tao hả? Đúng là trò chuyện mà. Còn nếu mà ăn chấp nhận nó hả? Thì cuộc sống sau này của nó không xong với tao đâu. Tặng ba nè. Bà thích tôi hả? Thay vì làm những chuyện như bổi vậy, sám sao gương đi. Đừng thấy tôi không nói gì rồi làm tới. Tôi không thích bà. Vậy tại sao bà đi học chung với tôi, còn bảo vệ tôi trước mặt Linh nữa? Tại bà đáng thương. Vậy là An cũng ghét mình luôn. Cái đồ bốn mắt. Tại bà đáng thương. Vậy mọi người đâu? Sao mọi người ghét xui như vậy? Nhưng mà có biết tại sao không? Tại mày xấu, còn bé hơn mọi người. Chắc Linh sẽ không nhận ra mình đâu. Ủa, bà tên gì vậy? Ê, bà cũng xài lên ai giống tôi hả? Đúng là cùng vui với nhau mà. Ủa sắp tới á, tắt ra đây á, bên đó còn có 111 ca một cặp ở trên live á. Vậy hả? Tới đó tôi phải sang mấy cặp cho bánh sáng sang mới được. Để bẻ vậy cái đôi mắt xinh đẹp của tôi nè. Ủa mà chương trình đó là ngày mấy vậy? Từ ngày 24 tới 26 tháng 11 á. Ê, bữa đó có like chung với tụi tôi không? Ủa mà bà tên gì vậy? Cứ gọi tôi là Mia là được. Ê, bà này sợ me quá, rất kiểu me. Mia me đó. Gần đây có tiệm tóc bất kỳ ngon lắm, xíu đi ăn với tụi tôi không? Ok, vẫn là những người đó, nhưng một chuyện nào khác thì cách cư xử lại khác.